Xin chào các bạn, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thu âm với upright piano Upright piano thì bạn có thể tháo lắp phía trước, phía trên, tháo lắp bàn phím và tháo lắp phía dưới Việc tháo lắp này sẽ giúp cho upright piano có tiếng trầm bổng nghe giống như là một cây đại dương cầm hơn Bởi vì cấu tạo của upright piano đa phần là đóng hộp kín Chính vì thế là nó sẽ khiến cho âm thanh trở lên khá đóng và khó chịu Việc mở nắp sẽ khiến cho âm thanh trở nên du dương và trầm bổng một cách rõ ràng hơn hãy cho người chơi upright piano kiểm tra những vị trí mà âm thanh phát ra không được tốt tất nhiên rồi upright piano có kích thước khá nhỏ và âm thanh giống như kiểu đóng hộp chính vì thế bạn hãy cho người chơi upright piano kiểm tra những vị trí khó nghe để chúng ta xác định những vị trí này cũng như là trên upright piano sẽ có những vị trí điểm nghe rất là tốt rất khó khăn khi bạn thu upright piano chỉ bằng một micro nhưng nếu bạn có một micro thì bạn hãy đặt nó ở phía trên phần nắp mở ở phía trên và cách đó khoảng tầm vài feet, tìm vị trí cho âm thanh hay nhất đối với upright piano khi nó kết hợp với âm thanh của phòng. Vậy thì sẽ có những cách đặt bố trí mic như sau. Thứ nhất là đập cặp mic theo kiểu spec V như mình nói là rất khó khăn cho việc thu upright piano với một mic. Chính vì thế chúng ta sẽ sử dụng một cặp microphone và bố trí theo kiểu spec V. Hai đầu sẽ hướng vào bàn phím của đàn tức là một đầu sẽ hướng vào phần trầm và một đầu sẽ hướng vào phần uh, bổng. Bạn nên dùng những microphone có màn ngăn lớn ví dụ như AKG C414 uh, XL2. Có một vị trí khác đối với việc bạn sử dụng một cặp mic song song uh, bố trí theo kiểu spec V hướng vào ngang vùng phía dưới của khoang đàn với điều kiện là cái khoang đàn ở phía dưới ấy, thì bạn cần phải mở nắp ra. Điều này rất có lợi bởi vì nó sẽ loại bỏ được tất cả các âm thanh đến từ việc búa gõ cũng như là tiếng gõ của bàn phím dù bạn đang sử dụng cách bố trí song song nào đặt về phía trên hay đặt ở phía dưới thì bạn cũng phải cần quan tâm đó chính là sự hủy pha khi đặt bố trí với phương pháp Specfire. Như cách đặt ở trên thì bạn có thể bổ sung thêm một microphone nữa có thể là microphone Omin đặt ở giữa các phần giao nhau, ở giữa các dây cao và giữa các dây thấp tức là làm ở trung bình giữa của cây đàn cách mặt dây khoảng tầm 12 inch. Ngoài việc các bạn đặt theo kiểu Specfire thì bạn cũng có thể đặt theo kiểu là ORTF hoặc XY đằng sau sau bass đằng sau sau bát tức là đằng sau bảng âm hoặc đàn sau bàn phím khoảng tầm 3 feet. Đối với việc bạn mở lắp ở phía trên thì bạn có thể đặt một microphone ở phía trầm và một microphone ở phía khác cao hơn hướng xuống phần trên môi đàn. Đây là kỹ thuật mà hầu hết mọi người sử dụng. Thì đó là những cách các bạn có thể thu âm với cây upright piano. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở clip khác.